Ok, và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Tân KR và hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm sao để chỉnh sửa cái liên minh huyền thoại của các bạn. Khi các bạn vào liên minh huyền thoại mà cấu hình của các bạn không đúng, nó sẽ màn hình các bạn sẽ tối thui. Và hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách khắc phục nó. Trước tiên các bạn lên phần cài đặt. Vô phần cài đặt của máy các bạn vô phần cài đặt, các bạn bấm vô cài đặt. Và các bạn sẽ hiện lên cái phần cài đặt. Và các bạn vô cái phần style tầm này, các bạn vô phần display thì các bạn sẽ thấy một cái resolution là cái cấu hình. Thì các bạn chọn cái cấu hình phù hợp của các bạn cứ bấm ok và các bạn chọn vậy. Các bạn bấm vô xong rồi các bạn nó sẽ tự nó chuyển qua cái cấu hình đó cho các bạn xem thử. Các bạn xem nếu các bạn muốn thì các bạn bấm vô chọn cấu hình hoặc là không. Thì xong rồi các bạn cứ kiếm như nào mà các bạn vừa đủ cấu hình của bạn, là các bạn thấy vừa những cái phần những cái thư mục này nó đều với cái nó đều với cái màn hình máy tính. Các bạn thấy con mắt các bạn thấy nó vừa với cái máy tính thì các bạn hãy chọn. Rồi sau đó các bạn tiếp tới phần các bạn vô trong thư mục của máy tính của các bạn chọn vô ổ đĩa C. Thường là nó sẽ cái game liên minh nó sẽ lưu trong RAM file, thì các bạn vô đó kiếm, hoặc là như của mình thì nó nằm ở ngoài đây. Bạn vô đó các bạn sẽ có được một phần đó là config. Các bạn giống như config đây, config này vô liên minh, xong các bạn bấm vô thư mục liên minh, bạn bấm vô config. Trong đây nó sẽ có một cái thư mục gọi là thư mục game. Đây là thư mục game, và nó lúc đầu nó chỉ như nó sẽ là một thư mục trống, những cái tờ giấy trắng như thế này. Các bạn hãy bấm vô nó, các bạn khởi động thì các bạn chuyển nó qua thư mục notepad. Nhưng mà ở đây thì mình đã chuyển rồi nên nó sẽ hiện ra một cái hình như là notepad. Thì các bạn bấm vô, nó sẽ giúp cho các bạn sửa được. Nó sẽ hiện lên là thành một cái dòng giống như là file Word vậy đó, nên là các bạn có thể sửa được trong đó. Các bạn đừng nên theo lời trên mạng thì các bạn đừng nên sửa các bạn cứ thấy cái người ta chỉ thì các bạn đừng nên sửa cái phần này. Không phải đừng nên, mà các bạn muốn sửa thì bạn sửa, tại thực sự cái phần này nó không quan trọng. Cái phần này, hai cái này nè, các bạn kéo từ trên xuống dưới tới cái phần HUD thì các bạn không đừng có đụng chạm, khỏi cần không làm cũng được. Tại vì cái này nó thực sự á, nó là cái màn hình lúc mà mới vào game, nó chưa có bắt đầu game, cái hình mà hình mới vào game thôi đó, mới vào game của Liên Minh thôi đó. Nó là cái này, cái cấu hình đó muốn bự nhỏ là do cái này. Và còn khi các bạn đã vào game rồi, các bạn hãy nó bị tối thui á, thì các bạn chọn vô cái cấu hình này ở đây, mới vô luôn là cái General. Thì các bạn vô là thấy là kéo xuống cái dòng từ dưới đến lên nào đó, có cái dòng 2 Y đó, các bạn chọn này. Và các bạn chỉnh sửa cấu hình của các bạn y chang như là của trong cái cấu hình máy tính. Ví dụ cấu hình máy tính của bạn là đây là 1680 1050, thì các bạn chỉnh đây là một, chỉnh ở đây nè, cái khúc này, hai cái này. Thì cái chiều rộng á là cái 1680 á là chiều rộng của màn hình của bạn, còn 1050 á là cái chiều 1680 là chiều dài màn hình của các bạn, và 1050 là cái chiều rộng. Thì các bạn hãy bấm cái chiều rộng trước, cái hai này nè, các bạn cứ theo lên cái hai này là chiều rộng trước, rồi cái dưới đây là cái chiều dài. Rồi các bạn xong cái phần đó, các bạn bấm vô save nó lại rồi thoát ra vô liên minh bình thường, nó không bị một cái lỗi gì hết. Còn ở trong đột kích thì nó chỉ thì đột kích á nó vẫn vô được, nó không có bị tối thui màn hình, nên các bạn cứ chỉ cần vô cài đặt xong rồi chọn cấu hình mà bạn có, vô cài đặt xong rồi vô cái phần video của nó đó, chọn cấu hình của bạn có, thì bạn chọn cấu hình, cứ lấy cái cấu hình trong cái máy của bạn nãy mình được cho mình coi đó, trong cái phần cài đặt á, mở cái size tầm lên, chọn trong cái phần cái size tầm display á, xong rồi các bạn chọn cái cấu hình đó, bạn bỏ vô bấm ok thì đợi một chút thì nó sẽ hoàn thành cái cấu hình đó cho bạn. Còn không, nếu mà bạn không làm á thì tất cả cái trò game của bạn nó sẽ bị lỗi về cấu hình. Thường á, tại vì mình mới làm lại á, thường các bạn hoặc là các bạn có cạp màn hình á thì bỏ vô á thì cái màn hình nó mạnh thì cái cấu hình của bạn sẽ mạnh lên một chút, thì các bạn phải làm chỉnh hết tất cả cái cấu hình lại.
những cái game mà cài sau khi mà các bạn có cái cạc á thì nó tự chỉnh, còn trước khi đó thì nó chưa chỉnh, mà các bạn phải vô các bạn chỉnh lại hết. Đây mình có Road File nè, có League of Legends nè, có Liên Minh nè, có Last Man Standing với Battleground. Thì cái Last Man Standing với Battleground là hai cái nó có hàng sẵn rồi nên là mình không cần chỉnh cấu hình lại. Còn cái thằng Road File với cái này là mình chưa chỉnh nên mình bữa mình chơi mình chỉnh rồi. Xong rồi đó là tất cả cái gì các bạn. Còn mà mấy bạn mà bình thường thì vô Liên Minh bình thường thì nó chỉ bạn chỉ cần vô bấm Access, xong rồi các bạn vô chỗ phần video, bạn sẽ thấy cái cấu hình của bạn liền. Đây cái hình, cái khung cấu hình nhỏ các bạn sẽ thấy, các bạn hãy tưởng tượng đi, cái mình không có mở lên. Thì các bạn bấm vô đó, các bạn chọn cấu hình tương ứng như nãy. Rồi ok, bấm vô, đợi một chút để nó lát cấu hình, xong bạn chạy bình thường. Ok, và các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment phía dưới, mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn những gì thắc mắc. Đây, Liên Minh của mình nè, đó, bạn thấy Liên Minh là gì? Đó, Liên Minh của mình. Thì đó, cái phần hồi nãy mình nói đó, cái phần mà cái dòng chữ dài đó, input gì đó, các bạn đừng bấm đâu, là đó là cái khung hình của màn hình Liên Minh này, không cần. Thì các bạn chỉ cần là vô game thôi, đó, nên các bạn cứ chỉnh vậy. Ok, rồi thắc mắc thì cứ comment phía dưới, mình sẽ trả lời comment của bạn, hoặc là có thắc mắc thì các bạn cứ inbox cho mình vô Facebook, mình có để lên Facebook ở trong cái phần description. Ok, rồi chào mừng các bạn, và tạm biệt các bạn, và đến channel của mình.